Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tô vào màu nha. Vào màu thì buổi trước mình đã cho bạn xem cái clip xong những cái đường nét màu vàng trước nè. Đây là những cái nét màu vàng mình đi trước đó, đây thấy chưa đó. Thì sau khi mình đi nét màu vàng rồi khoảng tầm 2 tuần nó làm nha, tầm 2 tuần nó làm thì mình bắt đầu mình vào màu nha. Đó, thì mình vào những cái màu đậm để nó sáng, nó nổi những cái đường nét vàng mình đã đi. Đây, thì nãy giờ mình đã vào màu được một cái họa tiết tròn này đây. Bây giờ mình làm tiếp theo nữa một cái gói. Thì thường thường mình vào màu bằng vào những cái họa tiết này nè, thì mình nên vào màu bằng kim GS nha các bạn. Kim GS, kim GS thì thường là nó tròn, nó cấu tạo là nó xếp được theo hình tròn đó. Chứ những cái họa tiết nhỏ nhỏ thì nó nhỏ bằng đầu cây kim nữa các bạn. Và các bạn tô với kim lớn thì chắc chắn là nó sẽ không có vào màu được nha. Và nếu các bạn vào được thì nó cũng sẽ lem, mà nhưng mà khi các bạn vào những cái màu đậm như vậy nè đó, mà các bạn chỉ cần tô nhẹ lên màu vàng thôi là nó sẽ mất cái màu vàng của các bạn nha đó. Thì công các bạn xâm những cái màu, những đường nét màu vàng hồi bữa thì nó sẽ công dễ tràn thôi. Ok nha. Thì giờ mình xăm một cái họa tiết tròn trên một cái hình xăm Phật nha các bạn. Thì thường thường những cái áo Phật nữa thì các bạn nên đi những cái họa tiết này bằng màu vàng. Em ngồi dậy nha, em đó cái gói rồi cái gà chưa em? Đây. Rồi nằm cao chưa? Rồi. Thì đây là một cái hình Phật mình đã xăm được 2 năm nha các bạn. Hình này tính từ khi mà đi nét đến bây giờ là 2 năm rưỡi đấy các bạn. Hình xăm là một cái khoảng thời gian mà hoàn thành rất là dài nha, chứ không thể nào một ngày một bữa nha các bạn. Thì mình xong thì mình canh kỹ nha. Đây mình căng da những vùng eo này thì đòi hỏi phải căng da thật tốt. Dù mình không căng da thì mình xăm mãi nó cái kim nó sẽ không bám được màu da các bạn. Xăm GS thì mình xăm đều tay nha, tại vì kim GS nó sẽ sát thương các bạn, nó sẽ khó vô màu cái GS đó. Và cái khuyết điểm thứ hai cái GS là xăm những cái mảng mực to nó khó điều màu sao các bạn biết không? Khó điều màu là chỗ có chỗ không, phải không? Còn ưu điểm của cây này thì nó luồn lách vô mấy cái kẹt nhỏ cũng luồn lách được nha. Mình hiện tại mình đang tô bằng cây kim 9 GS nha các bạn. Các bạn tô bằng 9 GS tuần 7 GS nha, tùy theo cái sở trường như này, thì theo bạn thích xăm kim gì như này, tùy theo cái hình xăm nó có phù hợp với cái kim đó không. Thì lúc trước mình xăm cái nét vàng này nè là bằng kim 7 GS, kim 9 GS, cái nét vàng này nó nở rất là to. Thì bây giờ mình có thể tô lem cho cái nét vàng xíu được, nên để cho mình chừa cái nét vàng nó bằng. Chứ đừng có chỗ mà nét vàng to, chỗ nét vàng nhỏ nha. Mình cứ cố gắng mình cứ chỉnh lại.
Lem vừa vừa thôi nha, lem quá mất cái nét vàng luôn á. Tính tỉ mỉ cao nha, nhưng mà muốn hình xăm đẹp mình phải trả giá thôi chứ, mình muốn hình xăm đẹp mà làm nó nhanh này sao mà đẹp được, đúng không? Hay muốn hình xăm đẹp mà làm nó đơn giản thì không giờ được đâu. Không, xăm mà bự ơi, đây, đây là những cái chỗ mà thấy chưa, li ti nè. Đây cũng gọi chưa gọi chi tiết lắm nha các bạn. Xăm này thì hình xăm nó đẹp thiệt á, nhưng có điều các bạn biết bị gì không, nhưng bỏ mỏi mắt xăm mình xăm là xong rồi, lên tầm độ nha bạn, rồi đi đo kính luôn á. Thấy nãy giờ làm được một cái quả tiết này ha, nửa cái là thấy mắt mỏi rồi đó. Với cây hồng này, cây kia, cây nào to hơn ta? Cây này, cây này. Cây này to hơn không? Tôi rửa thì nó có tô từng cái từng khoảng nhỏ nhỏ các bạn nha, chứ các bạn tô mà khoảng bự quá nó sẽ không có đều màu trên cái phạm vi mà mình cần tô nha. Thì cái kim rất là nhỏ, mình muốn bôi màu nó đều hết á thì các bạn cứ làm từng khoảng ra, không xong khoảng này các bạn len này khoảng khác. Thì tô này thì các bạn chỉ cần kỹ thôi, và cái thứ nhất là kỹ nè, tỉ mỉ nè, thứ hai là tránh hạn chế tô mất cái nét vàng nha. Đó. Thì khi các bạn hoàn thành nó thì cái nét vàng các bạn sẽ nổi lên, thấy không? Đó. Các bạn nào mà thấy thích cách làm việc của mình thì các bạn cứ theo dõi kênh YouTube của mình nha các bạn. Còn ai mà muốn trao đổi gì thì cứ comment vô nha. Nếu mình thấy hay nữa và mình thấy mình có khả năng thì mình sẽ làm clip giúp các bạn. Các bạn xăm nha, xăm mà nhanh cũng chẳng được gì đâu. Thì mình đang vào màu, vào màu yêu cầu màu phải đều, mực phải vô da phải no, không thì cái chất mực trên da trên thành xăm khi mà lột mài nó mới sáng được. Còn mà mực có vô ít mỏng quá thì cái thành xăm các bạn nó nhạt nhẽo, không có tươi nữa. Rồi.